Rồi, chào nhà, quay lại kênh cá coi Trần Đức Cường. Hôm nay mình đi giao cá cho hồ mới nha nhà, và cám đồ đó, cá bự nha, cá tét hồ, cá tét hồ mà hồ khá là đẹp và hồ đã làm xong rồi. Hồ thì của anh này bên mình đã giao vật tư và đã làm video lúc mà hồ đang xây, thì nó không có cái cảnh quan gì hết hồ hiện đại, nhưng mà bây giờ đã xong rồi nên sẵn mình quay lại rồi mình thả cá rồi mình quay tiếp cho cả nhà xem ha. Rồi mình nói thêm về cái vấn đề là ảnh làm như thế nào ở nào á, rồi nhiều khi phần trước nó chưa có kỹ lắm tại bây giờ mới hoàn thiện, thì bây giờ quay có hoàn thiện thì nó vẫn hay hơn. Bây giờ mình hiện mình đang ở huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai cả nhà. Trưa mình chạy lên đây, từ nhà mình chạy lên đây khoảng chừng 60 cây gì đó, chạy lên quay tí video xong rồi thả cá cho ảnh xong rồi chạy về lại, cũng gần rồi, không xa mà mình xuyên ly lắm, 60 cây đâu xuyên nhê gì. Rồi cảm ơn cả nhà đã đăng ký kênh và theo dõi ủng hộ mình ha. Rồi mời cả nhà theo chương trình vô nhà ảnh thêm thử ha. Đây cả nhà, đây là mặt tiền đường lớn của cái Nhân Trạch luôn á. Đây, nhà ảnh xong rồi, lúc bữa cả nhà vô thì nó chưa có xong mà bây giờ xong rồi đó. Giờ đang dọn dẹp nhà để ăn Tết cả nhà. Nhà chơi full trong đen luôn, cả nhà thấy đen thui không? Rất là cao, cái phòng khách đợt cả nhà nhớ không? Phòng khách tới anh kêu cao hình như 10 mét hay 8 mét gì đó quên rồi, nhưng mà cao lắm đó nha. Vô cái nhà rất là đã luôn. Mình mới bưng cá vô thả xuống hồ rồi, bây giờ lát cho nó quen nhiệt độ đã. Đó, nhà đẹp không cả nhà, quá trời đẹp luôn. Ủa sao bàn nhiều ta, ba cái bàn luôn, bốn cái bàn luôn nha. À chắc ở dưới phòng kha phòng ăn còn giường bàn. Wow, bên này trang trí này đẹp. Ủa cái này là tủ hay gì ta? À bức tường không à, bức tường không à nha, bức tường không mà đẹp quá hả, làm bằng kính. Ủa sao nó không chạy mà nó im ru vậy anh? À vậy hả? À đang chạy luôn hả? Ủa ý cái nét sao nó không im ru hả? À cái nét chưa sôi, chạy chưa sôi hả? Chưa được hả? Anh mới xài cái máy à? À ủa anh không bật máy lên nữa hả? Hả? Ý là máy máy, anh có máy máy? Hai máy. Sao anh không bật lên? Chưa xài có máy, hôm chưa thả cá xài có máy. À ý là anh, nhưng mà anh bật lên cho em coi thử thôi. À. À do chưa thả nên anh bật một máy. À là hai máy anh nối vô một, nối vô một dây. Sao nghe giống tiếng xì ở xì ra ngoài vậy ta? Đó. Nghe. Có xì là cái này đi không cứng lắm. Vậy hả? Nghe cái tiếng xì xì giống như là nó xì ra á. Không, hai cái lỗ này là lỗ khác. Cái lỗ vô ra hồ cá. À không có. Tại vì em thấy nó không có sôi á. Tại sôi nhiều lắm á, bây giờ bữa nay nó vậy á. À là bình thường là nó sôi nhiều lắm hả? Sôi nó chào ra luôn à. À chào ra luôn. Tại vì nếu mà em để chào lâu ra xong rồi mới bơm cái máy thôi á. À anh mới sạc là anh đã làm điện cho anh Cường, nó kêu xài một máy thôi. À ồ cái tủ điện làm đẹp quá ha. Đã ha, cái tủ đúng bài luôn. Làm tủ âm nhưng mà mình thiết kế mình tính từ đầu hết rồi, nhìn đẹp á. Để đựng ở trên này đựng thuốc được này cả nhà. Ở dưới đường máy, máy nó cách âm được không anh? Ồn không? U hay quá, im ru luôn. Trời hay quá. Tủ cách âm được luôn đó nha. Trời ơi đã. Cái hồ này bữa mai bao nhiêu khối em quên anh? Mày hả? 10 khối. Hồ 10 khối. Hồ 10 khối. Bữa anh đi ha, ống hút đáy đồ 114 hết phải không ta? Đúng rồi, 114, cái hồ kia là 114 á, cuối cùng ra giảm ra 90. Dạ. Yeah. Là hút mặt là giảm ra 60. Trên là 60 thôi. À chỉ là 90. Còn cái nắp này nắp xả ra cống hả? À, bữa là anh nói là để mực nước về thôi đúng không? Đâu có cao hơn nữa đúng không? Không, nó sẽ lên đó, tại vì cái cao tự động này nó tự cấp nước. Nhưng mà ý là còn một lên một khúc nữa đúng không? Lên một khúc nữa, à, lên mấy phân. À, thấy cái đường viền nè. Cái này gắn cao lên nó lên. Dạ. Bữa là cái lọc mình chia là 4 khối hả anh? Đúng rồi. Lọc 4 khối chạy đờ rung cả nhà. Đờ rung là bữa mình lấy con 40 ngàn hả?
Rồi rôm là mấy chục ngàn ta? Rồi rôm hả? 25 hả? À rồi rôm 25. Đây là ô lắng hả? Ô lắng đầu tiên là vô rồi rôm, xong rồi rôm xong rồi qua xi mắt. Qua xi mắt rồi bắt đầu mới đi qua canep, canep xong rồi đi qua ô bơm. Ô bơm ở ô bơm mới làm mấy cái dàn co đã nha, rất là đẹp ha. Ô bơm mới làm đã. Ô bơm xài bơm AC 40.000 gắn đèn UV. Tại cái order khi mà mình xài được rôm á thì khó thiết kế cái đèn UV đằng trước lắm. Thì nếu mà cả nhà để ô này cũng được nha, nhưng mà mình phải chừa một cái khoảng trống lớn lên hoặc là ngăn riêng ra thì mình sẽ chơi UV ở đây cũng được. Còn nếu mà không thì mình đặt ngoài kia. Nhưng mà cây UV mà treo ở một nửa trên một nửa dưới nước như vậy là nó cháy anh. Cái gì lát nữa mình bỏ cái đèn UV xuống cho nó xuống nước nha. Chứ đèn UV để trên là vài bữa nó cháy à. Cái này hả? Dạ. Nó phải dạ nó phải nó cao quá. Ủa vậy mình để nghiêng cũng được. Để nghiêng cũng được. Dạ mình để nghiêng cũng được, nói chung là nó phải ngập nước. À bây giờ nó đang à vậy là cái vòng kia hồi lúc đầu là nó không có sôi luôn. Đúng rồi. À nó nếu mà mình không có để nó sôi là nó ngấm nước ngược vô anh. Thì khi mình bật lại nó lâu lắm, khoảng chừng tiếng nữa bắt. À. Đúng rồi, đúng rồi. Nó phải sôi hết nguyên cái nó mới đều. Thì một lát nữa là nó đẩy hết nước ở trong cái ống ngấm ra. Thì nó sẽ sôi hết. Rồi bữa giờ do cái này làm chung với cái nhà nên mình đâu nhớ được cái chi phí làm hồ đúng không anh hả? Không tính được. Bữa mình để cái hồ này sâu bao nhiêu anh ha? Mét mốt là nước. Mét mốt tới mặt còn nước là cỡ nước chắc chở 90 ha. À, bây giờ nó đang xuống hộp xíu rồi. Hộp xíu. Rồi làm nguyên cái hồ màu đen ở trong nhà đó, đen thui luôn. À, để múc nước lên, để mình múc nước lên, mình đầu tiên cả nhà thả cá, cả nhà ngâm cho nó quen nhiệt độ trước. Xong lát mình múc nước cho em mượn cái cà đi. Rồi đo thuốc, rồi mình có đem bút để đo nước cho anh. Cái cà để mình múc nước với lại bút để đo nước. Đem bút mình đo nước cho anh xem cái chỉ số pH đồ, nó có sốc pH giống như ở dưới trại mình không. Tại vì ví dụ là pH ở dưới mình, ví dụ 7.5, 8 chấm. Mình lên trên này mình coi thử pH bao nhiêu, nếu mà anh trên lệch quá 3 chấm là thì mình phải hòa nước kỹ hơn, lâu hơn, hòa nước lâu hơn nhé nha. Chứ không mà thời gian mà ngắn quá là nó sốc. Nó đã sốc nhiệt rồi thì nó còn sốc pH nữa. Nó sốc pH là nó quéo cái đầu, nó cắm cái đầu xuống đất, nó không có bơi được luôn. À, bơm này hình như là bơm 40 ngàn ha. Một, hai, quên. Đúng rồi, tại vì mình cái bơm á, thì nó phải đi theo cái drum. Cái nhà ví dụ xài drum 25 thì mình dứt cái... cái bơm 25 luôn nha. Mình xài bên này thì bên mình gắn cái bơm IC 25.000 làm tủ điện. Cái này là tủ của drum ha. Đây, bên này dưới này là tủ oxy nè. Ồ, có lý quá. Cái tủ oxy nó làm cách âm nè, anh dán thêm mà cái nhà thấy không? Anh dán thêm một cái lớp khác chứ không phải như trên này. Đây là lớp cách âm nè, mà cái nhà nghe đóng lại là im ru luôn. Thấy không? Đóng lại là im ru luôn, còn nghe mấy bơm thôi. Hay ha. Còn trên này là mình để thuốc nè, tủ thuốc. À cái bút của mình đem á hả? À bút này là bút bút này có thể đo muối nha, nha. Đo muối nè, đo pH nè. Cái này đo sao chứ chị? Để lát em chỉ cho. À nhưng mà tủ khách âm làm đẹp. Đây cả nhà. Cái nhà tủ điện mà cái nhà tính trước được á là nó đẹp như vậy nè, thấy không? Nó rất là đã ha. Cả nhà thấy cái tủ đó không? Còn về dưới mắt thì nhà xếp như thế này, nói chung là nhiều kiểu xếp lắm. Cả nhà xếp làm sao là miễn sao mà nước nó qua hết được, vật liệu nó giữ là được. Còn hoặc có thể cái này có thể cả nhà xếp ngắn xuống xíu ha, để cho nó khỏi bị dư phần trên cũng được. Nhưng mà như vậy thì cho nó đẹp hơn cả nhà ha, nhìn nó sẽ hài hòa hơn, đẹp hơn. Đây cá. À, cá thì nhà bỏ xuống dưới trước. Đây, nhân viên của bên mình đang đo cái pH chỉ cho anh xài, tại mình nó nói chứ mình nên hướng dẫn cho khách hàng xài cũng dễ hơn. Đây hồ hiện đại thì cả nhà thấy cũng đơn giản dễ thôi, anh làm dưới cái giếng trời rất là đẹp ha. Đó, nhà cao là cao, hơi bị đã. Còn lại ở đây bên nhà quá trời, người già không. À, đem cho ảnh thêm ít cái cám nữa nha, cám với lại men vi sinh.
cám nè, men vi sinh, vitamin C nè, bút nè, máy oxy tích điện bên hồ đây. Đó, cả nhà đo thì cả nhà nhớ múc một cái ca nước để cho nước yên. Nước yên thì mình đo nó dễ hơn ha. Rồi, vậy là độ pH ổn định ha. Nếu 7.6 là ok cả nhà ha. Hồ của ảnh có 7.6 là trung tính rồi, là ok rồi. Vậy là thả cá nó rất là khỏe, nó dễ, không sao hết. Lâu khô. Để lâu nó móc rồi, để cho mình cất vô hộp nó móc rồi. Này luồng nè, cả nhà thấy luồng nước không? Cái luồng á nó êm như vậy nè thì nhìn cá nó đẹp hơn. Chứ còn khi mà cái nhà làm luồng cao á, nhà thấy cái luồng không? Cái luồng nó múc ở dưới luôn, cách cỡ 3 mấy cm á thì cái nước nó sẽ không bị động cái mặt. Thấy không? Nó không có bị động cái mặt á thì khi mình ngắm cá nó sẽ ok hơn ha. Đó, bây giờ mình bỏ cá lên rồi múc cá lên cho nó quen nước. Mình bỏ cá lên trên múc nước đồ lên. Ừ đúng rồi, cái viền hồ vậy, cái nhà chỗ này làm viền to này có lý nè. Tại có nhiều anh làm sát quá, cái mình muốn đi vòng ra đó lấy cái gì lấy không được luôn. Nên cả nhà làm cái viền cỡ 20 vậy là ok rồi nha. Đó là mình tính trước. Đó còn bên kia là anh có làm một cái phao tự động ha. Nước cấp vào. Anh xài một cái hút mặt răng để ngăn cám. Tại cái loại hút mặt răng đút này thì khỏe, có cái là mình cho ăn cám á, nó không có bị lọt vô, nó nằm ở ngoài. Nó nằm ở ngoài thì khi mà cám nó còn dư thì lát nữa nó ăn sao cũng được, chứ không sợ là cám nó lọt vô ngăn lọc và mất công mà đi vệ sinh nó cũng mệt ha. Đứng nãy quay bên cái ô bên kia cái xong mà nhìn vô đèn UV giờ nó chóng mặt quá các nhà. Biết không nhìn rồi, mà do cái đèn mà nếu mình để trên cạn á thì cái bước sóng nó bước ra ngoài nhiều hơn nha. Nếu mà so với lại bỏ xuống nước thì nó sẽ nước nó cản đi bớt. Còn mà bỏ lên trên đó thì cái bước sóng nó cao hơn. Đây mấy em cá. Đây để mình chụp tấm hình nè. Cá bên em dưỡng hơn 3 tháng á, cỡ 3 tháng trời. Dưỡng khi đầu cá khỏe mới đi giao cả nha. Vừa không? Bỏ vừa không? Hình như vừa ha. Vừa để mình quay cho nó đẹp. Cá size từ 30 mấy cm cho tới 50 cm nữa nha. Cá Việt nha. Tại vì test hồ thì test mấy cá này cho chắc cứu cả nha. Chứ bây giờ cái hồ của ảnh thì tương lai anh sẽ lên cá Nhật thôi. Chứ không phải nuôi cá này đâu. Nhưng mà bây giờ test hồ lần đầu nên mình thả cá khỏe là thứ nhất. Cái thứ hai là cá Việt cho cái chi phí ban đầu nó thấp mà mình cũng có cá để mình chơi. Nó có nắng anh. Ở đây cũng có cửa sổ trời rồi nên chắc cũng ok, không sao đâu. Rồi cả nhà muốn làm the room thì nhớ cứ chừa cho mình cái ô là dài khoảng chừng 1,5 m trở lên nha. Ngang tối thiểu là 80 ha. Để mình gắn the room cho nó dễ, chứ có nhiều anh chừa vừa cái the room thi công cực lắm. Ha. Chứ chừa vậy là mình dễ gắn nhất. Rồi đây thả cá xong rồi. Đó mấy con cá cả nhà do bữa nay cái tăng nó bự quá, bồng đi không nổi. Đem theo cái thao cho nó dễ, chứ cái tăng nó bự quá. Cái tăng cực lắm, cái tăng bồng nặng gì đâu mà nặng luôn. Đây để mình chụp tấm hình. Cái ví dụ cá Việt có thì cá Nhật diễn nghệ nó cũng nhiều màu, nhưng mà đều là bên cá Nhật nó sẽ đẹp hơn ha. Nếu mình chơi lâu sẽ thấy nó đẹp hơn rất là nhiều. Công
Ủa cái này nó dơ hả? Mình có cái chân không anh mình có cái dặm chân không? Lát cái dính nước nó đi vòng vòng dơ hết. Mình xài cái gạch sáng này thì chịu khó chùi chân ha, đi lát nữa dậm đầy cái nhà hết. Đây lát bắt xuống thử mình coi thử lúc nào nó bơi dưới này đã không. Tại cái chuỗi là lúc nó bơi thôi ha, nó bơi, nhưng mà thật ra chừng này thì so với hồ thì vẫn còn ít, tại vì ví dụ cá này thì cá này anh test trước thôi, chứ còn vài bữa cái hồ này mà so chừng này nó vẫn ít, anh thấy xuống là thấy ít á. Dạ. Dạ. Đó, khi thả cá thì đầu tiên cả nhà cho quen nhiệt độ, xong thì quen ngâm, quen nước rồi mình đo bút pH đồ, đo muối đồ, nó đỡ bị sốc là thả xuống nó sẽ ok hơn. Với lại buổi tối cả nhà chịu khó lấy cái gì rộng lại nha, tại vì buổi tối nó hay nhảy lắm. Buổi tối thì thường thường nó sẽ khó, dễ nhảy ra ngoài, kiếm mấy cái bàn hay cái gì dựng lên cho nó nhảy, cái nó trúng nó rớt xuống lại hồ. Nó khoảng chừng 2-3 ngày đầu là nó hay lạ, nó hay nhảy. Bây giờ mình sẽ tắm tím, tại đối với bên mình thì mình tắm ít thôi à. Tại đó, nhưng mà mình đi xuống cái hồ mới thì mình cứ tắm đi, tại vì cái lúc vận chuyển nhiều khi cái vây con này nó đâm qua cái vây con kia, cái nó bị thương một chút nào đó, nó ngứa nó nhảy, mình sát khuẩn vô cho nó im. Không, luồng là quá ok, em thấy cái mặt nước, dạ thấy mặt nước như vậy là quá ok rồi đó, đúng cái kiểu hồ hiện đại. Và hồ vậy mình thấy cá bơi nó mới đã nè. Đó, mai mốt mà anh lên cá Nhật là nó bơi nó bự hơn cỡ 70 cm là nó bơi như cái tàu ngầm á, bơi đã lắm. Cỡ qua năm mà hồ ổn định hết rồi, vi sinh ổn định hết rồi, anh thả từ từ cái anh đổi từ từ, con nào anh không thích cái anh bắt lên. Thì thường thì mình đi thả quen rồi thì mình cứ hay đo nhiệt độ bằng tay thôi, tay mình nhúng lên nhúng xuống cái mình quen, mình biết là nó hợp với nhau là ok. Còn mấy anh mà mới thì chịu khó mua cái bút đo nhiệt độ. Ủa, ở trên lầu đồ hoàn thiện hết chưa anh? Ở nhà mình à, giờ còn đang lắp nội thất hả? Giờ còn lắp nội thất nữa là xong phải không? Nội thất cũng xong hả? Là dọn vô ở rồi chứ anh hả? Đang dọn dần hả? À, bên này anh có cái ghế. Ủa cái ghế này mình để đây luôn ha. À, ghế ngồi đây ngắm cá được. hơi xa á, ghế ngồi đây thì hơi xa. Không, mai mốt có một bộ. À, có một bộ ở đây nữa. Rồi bỏ cá xuống đây nha. À, tại vì nhìn ở trên cái thao thì thấy bự bự vậy, chứ xuống cái hồ này là thấy chút xíu liền đó nha. Tại cái hồ này là nhìn vậy chứ nó khá to. Người khối là khá to đó. Nước trong vậy có cần bao lâu mới được vệ sinh là? Dạ không, hồ anh xài được rum thì 1-2 năm gì đó anh mới ấy, còn không thì thôi, hoặc là khi nào có trục trặc thôi. Dạ, dạ đúng rồi. Đó không, xuống là nhìn mấy anh chút liền. Thấy cá không là hồ nó thấy nước cái cá. Dạ. Là đẹp. Tại con cái nó quen hồ đã. Với lại cái sao sai lớn á, cái sai lớn á thì nó có không ai dám mạo mua đâu. Cái sai mà cỡ chừng này là nó đã bơi chậm rồi nha. Nếu mà cái nhà mua sai nhỏ hơn á là nó lanh lắm. Cái nhà mà nuôi cái sai mà lớn hơn á, nhỏ hơn là nó bơi dèo 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 luôn.
còn size này là cũng lớn rồi đó, size này lớn rồi nên có khi mình cũng có thể là nó bơi chậm rồi chứ không phải là nó bơi nhanh đó. Khi thả xuống thì mình sẽ kiểm tra thử coi có em nào bị gì không. Đó, bây giờ nó sẽ bơi theo đàn ha, nó bơi theo đàn, nó bơi vòng vòng. Nhà đây ống luồng nè, ống luồng anh đi ống 60 hết nha. Đúng không? Cái luồng này cách đây khoảng chừng 30 tới 35 cm á. Cỡ đó thì nhà thấy cái nước không? Nó im ru. Đang đứng chói nắng thôi. Có cái hướng nó xuống hồ nhỏ xíu à. Xuống hồ lại nhỏ xíu à, bơi rộng. Với lại cái tâm lý anh đừng có bỏ thêm nữa. Cái tâm lý người mới họ hay mua nhiều lắm nhưng mà anh từ từ thôi. Tại em biết tâm lý của mọi người hay mua về chỗ đầy hồ nhưng mà đừng đó, đừng để từ từ. Tại vì có nhiều anh thì hỏi cá thì mình bán thôi, nhưng có điều là mình không, mình cứ hồ mới là mình cứ thả tới hồ chừng đó thôi, khoảng 2-3 tháng, 1-2 tháng cá ổn ok để mình biết được cái chất lượng của cái vi sinh rồi như thế nào đã, xong rồi bắt đầu mình mới hỏi anh có muốn thêm cá không. Nhưng mà thường mình không hỏi, ảnh tự ảnh động BM cho mình thôi. Rồi cả nhà, thì hôm nay mình có dịp đi thả cá, mình quay lại cái hồ mình đã làm về lọc nha. Hồ lọc này mình đã quay video lúc mà mình lên, mình quay cho cả nhà xem về giao hàng vật tư lọc hết á, là bên mình đã cung cấp xong. Thì bây giờ hồ đã hoàn thiện, thì hôm nay mình thả cá. Thì sau một khoảng thời gian nếu mình có dịp mình đi ngang đây nữa thì mình sẽ quay cái chuyến xuyên Việt 2023 để update cái tình hình là cái hệ thống lọc rồi sau một thời gian coi nó ổn hay không. Tại hồ mới thì nó không vô xuyên Việt được ha cả nhà ha. Rồi cả nhà nhớ đăng ký kênh để mình xuyên đi hơn, đúng không? Rồi hẹn gặp lại cả nhà ở video lần sau. Bye bye.